Phú, Lục Yên, Yên Bái. Cá đường rất là nhộn nhịp vào những ngày cuối năm. Anh em nào thích không nhiều thì bật có mang một xe tải về Sài Gòn chặt thoải mái. Xung đông gồm các nơi về. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em sau nha.